Mình xin kính chào ông bà cô chú, anh chị em và các bạn đang xem kênh Tư Tèo Vlog. Chồng chúc cả nhà mình một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và luôn bình an. Chào cả nhà. Hôm nay thì ông xã người kế sửa cụ cho xong cả nhà. Sửa cụ chụp kè. Còn dòng cái ghìa này nữa là xong rồi cả nhà. Mấy này gì cái khó dán. Chui giống á. Châm chế được châm chế anh nè, châm kẹt. Sáng ra im không? Im gì? Gạch đó. Đó. Ý là bên trong có so le không? Dễ vậy. Lỡ đẹp rồi. Tại vì bữa trước làm tới tối luôn cả nhà. Rồi hay than là mắt yếu nữa, không biết có sự cố gì không? Em cái miếng bìa đó anh mới dán, em đừng có bớt lên nha. Nó sụp rồi. Bìa nè, dành luôn hả? Ừ. Nó kêu bằng ngoài cái ghìa này nè, để nó lâu rút luôn. Cái dịnh chút gì nè cho nó gáo. Cái ngoài dòng thành bên đó anh chỉ mới cắt thôi hả? Ừ, chưa dám. Vậy là cắt rồi hết được phải không? Ừ, cắt rồi chứ. Bây giờ chỉ... Được chưa? Được rồi đó. Có xi măng vô mới chịu. Cái này à, anh thêm miếng xi măng nó hơi lỏng cái. Cái này mỏng quá hôm không được cả nhà, hôm khi mang này đi sợ sao nó chóc nên là đèo cái hột dầu luôn, hột dầu mới chắc là cứng khừ luôn, sao mà nó cứng rồi đó, nó cứng dữ lắm, cứng rồi như đá này. Ngay cái đường đi ra vô làm sợ nó thời gian nếu mình làm như cái này nó sợ thời gian nó bị đi cái hột dầu luôn. Vừa đủ luôn, canh vừa đủ hồ luôn rồi đó anh. Rồi đó. Ủa gạch làm sao rồi đủ thiếu gạch, thiếu cái chân rồi đó. Mình ủa mua thêm anh đem đó. Hết luôn đó hả? Đấy, hết luôn đó. Sao? Thêm nhiêu nữa? Cục mới đủ. Mình có dán phía bên hông đó không? Không, anh dán mặt trước à. Dạ. Yeah. Rồi mặt đó nó da gan vậy rồi sao? Da nữa mình trộn hòm vô. Hòm vô cho nó đầy đó đó. Hay mình lấy gạch dụng ngoài anh. Dán vô nhìn xấu không? Xấu không? Xấu. Thôi khổ dán đi được. Vậy là mua thêm hả? Chắc mua thêm cả 4 cục. Anh còn 6 cục. Tính như nó cũng dư luôn. Tính gói rồi là không dư luôn nha. Sạch luôn. Không còn mảnh vụn nữa. Mới vụn vụn mà không có dán đâu. Ừ. Thì mình định mua nước sơn thứ này luôn nè. Mình sơn nữa ha. Sơn nữa nó mới thành một tông màu ha.
tốt phải biết rồi. Lúa này hơn tháng này cả nhà, điệu ghê ha, trang cũng chặt. Sử cù xong rồi hai chồng đi ra lo cho bò ăn buổi chiều cả nhà. Rồi bây giờ ông xã Nguyệt ra đi thăm cái lú nè. Cái lú không đổ cái linh đó, rồi không gài bỏ quên đâu, có nhớ đâu, để tới giờ luôn. Không biết có gì không. Mặt trời buổi chiều nhìn đẹp quá, mây giận giận. Trời nay nó không có nắng. Hồi hổm lúa thấy vàng vàng, bữa nay người ta gãi phân, nó ăn phân anh nha. Miếng này mới gãi, còn miếng đó gãi trước á. Xanh đậm ha. Cây này họ cầm cái đuôi lú cái cây đứng chịu. Một cánh đồng bao la xanh mướt luôn cả nhà. Nhìn đẹp ha. Buổi chiều cái có tiếng nhái kêu rồi đó. Hả? Có linh chạy hết biết rồi. Vậy hả? Có vô không ta? Vô không? Cây này là hai cái đuôi luôn. Hai cây, cái cây đó nó hơi cục. Ngập lắm. Có không? Nhảy gì anh? Giống ếch vậy? Con gì nhảy nhảy á? Ồ, cá lóc em ơi. Vậy hả? Ừ, tưởng ếch chứ. Ồ, giật dữ lắm rồi. Chạy không vô con cá linh nó chạy. Vậy hả? Ừ. Cá linh nó dội lưới rồi nó chạy à. Nổ cái chết. Vô đừng con cá lóc. Đổ hay là cuốn? Đổ. Nữa, đúng mà. Cá gì này vậy? Rồi. Trời ơi, muốn gô cho tưởng cho cá linh nữa chứ. Vậy, không có con cá lóc kìa, cua nữa kìa. Trời ơi, vô cá sấu trà bá luôn. Vậy hả? Bọc luôn. Mấy nhà không gầy lo làm trời không quên nữa nha, không nhớ luôn. Ra cho bò ăn cái nhớ chực đây còn cái lú. Nhiều lắm rồi nè. Vô cá kèo nữa, bóng cá. Vậy hả? Nửa xô rồi đấy. Chết gông, nước luôn. Trúng nè. Trời ơi. Mấy ngày không đổ mà. Ừ, như nè cái nhà. Nửa xô. Được cua nữa. Mấy cá lại hả? Mấy cá nhỏ anh hả nè. Cá xương không? Cá gì? Cá đó kêu bằng cá gì ta? Cá he he. Mình nhảy quá trời rồi. Thay cây lại cho cao. Cây không yếu xìu. Treo cao cao vậy. Nhiều cá nó không chết. Quá trời vô luôn, nặng dữ ạ. Ký mấy 2 kg? 2 kg. Được con cá lóc ha. Trời, con một hả? Con cá, tưởng cá linh không? Con cá lóc hả? Cho được 2 cá kèo thôi. Cá kèo, kêu bằng cái gì? Cá kèo đồng nè cả nhà. Nè. Ừ. 2 con, đây con bự nè. Cá kèo này khác, cá kèo nuôi nha. Ừ. Ngon ha. Giống cá kèo chúng nuôi, nhưng mà nó khác cái kèo biển. Ừ. Khác cái kèo biển hả? Ừ. Cái kèo biển như nó vàng vàng ta. Cái kèo biển nó có dãy. Dạ. Yeah. Ừ. Cá nó không dãy hả? Cá này nó... Ừ. Nhưng mà ăn nó mềm hơn phải không? Ừ, ăn ngon hơn, cái kèo biển ăn cứng á. Ừ. Ừ, cá lóc lớn. Giỡn nhà không sợ. Ừ. Đi đường bên cái vườn nhãn với không nữa. Vườn nhãn vườn ổi à, kiếm rau gì về ăn luôn. Hôm nay đi đổ lú xong rồi kiếm rau luôn nha cả nhà. Chó đi theo rồi, nó đi đường bên đó nó sẽ đi đường bên đây. Không biết cái gì. Cái bọc đường
cặp bên đất của Nguyệt nè, đi ngang qua lại hoài thấy cái bụi mùi tơi quá trời đọt luôn anh, đọt bự bự không nè cả nhà. Đồ này ăn mê lắm, đem cái túi theo đang đựng cái quay sẵn là đựng mùi tơi luôn. Những xuồng vàng này ngộ lắm cả nhà, cái thì mới ra bông, còn cái thì đang chín, cái thì trái nhỏ. Này ra tự nhiên anh. Đọt bự bự không ha. Tháng mưa. Hái gì giờ bữa ra đọt nhóc nữa. Mau lắm. Hái mới đọt, em mới lá. Còn nữa nè. Tiện thêm mới lá. Nó non. Anh thích ăn mồng tơi lá gì. Về nhà mình cây có mùa ngót không? Buổi chiều cái ta hay đi phát cỏ cả nhà, phát cỏ cho bò ăn á. Cỏ đó là người ta trồng lan với ruộng đó. Nghe tiếng cái phát. Người ta phát cho ta gom nó mau hơn mình cắt. Nghe tiếng máy phát nhớ lại hai cái nè. Nhớ cái nhớ là chuyện đau lòng. Mà cái máy của anh hai đâu có lớn dữ vậy. Dạ. Yeah. Máy anh hai còn bô ấm chạy không nghe. Máy này nó hư cái bô á. Máy cũ rồi đó hả? Ừ. Cái hành cũng tốt quá nè cái nhà. Trái nè. Trái gì mà có mưa là nó mau lớn. Cái bụi này bữa hổm tao bẻ này nè, hôm nay cái đọt, mấy cái đọt này hổm bẻ cái này cùi luôn. Bẻ đọt dưới nè. Bẻ gì là nó mau. Con bụi mà bẻ nửa bụi cái đọt nó khác liền, nó ra đọt mới. Tháng mưa nó ra đọt, cái lá nó tốt anh. Em. Hả? Sao cái bùi ngót ngoài này của mình nó khác hơn trong nhà ba đúng không? Biết. Ở trong bẻ nó không có gãy. Vậy hả? Ừ. Đây nó giòn hơn hả? Còn này bẻ giòn thấu à? Không hiểu luôn á. Không lấy hai lỗi sao? Biết rồi. Ở đây bẻ góp góp nha. Mà trong bẻ dây nhát à. Cái dừa hai đọt bên này tốt quá trời luôn. Này gần nằm gà ghế với cái chăn hè. Nằm dưới hả? Nữa chắc rễ nó thòng xuống quá ha. Chắc thòng rễ xuống ngay chắc hai đó. Nhìn này cái này. Tốt ghê luôn. Cái dừa dáng đẹp á, bữa nay chắc tháng hay tháng nữa là có lưỡi mèo rồi đó. Vậy hả? Có trái được luôn. Dừa năm nay có trái rồi. Nó nùm cái rễ xuống sát đất rồi đó. Tại vì cái dáng nó quỵ cong xuống á. Trời ơi, Nguyệt bọc bây giờ trái nó bự nè cả nhà. Cái này em bọc lúc anh đi Tây Bắc á. Ở này mà quá lứa là nó úng rồi cả nhà. Trái này bự nè anh. Nè. Trái trên nè. Thấy. Bẻ về cái để dành. Sẽ ăn xong rồi hai bé buồn buồn miệng tách ăn. Chấm muối. Cái tiễn hoài nè, tiễn ăn hoài vậy. Thấy bự luôn. Đùm xâm xê luôn cả nhà. Đây nè. Xà tới dưới nè. Cái nào dưới thấp mà gà nó nhảy lên được nó ăn đó. Rồi, ở đi. Trên đó kìa. Như được rồi. Như hả? Mới xuyên xuyên thôi à. Ăn trái à, ăn trái đủ ăn. Rồi, bây giờ mình đi về thôi. Rồi, về cái nhà đậu cá cho các bạn coi nha. Lu bộ quê. Thích đồng. Cái rồng cũng nhiều, trời ơi. Cái cầu đồng nữa nha. Con cá. Đây, bữa nay thì gia đình ăn cơm tối nữa nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà của chú. Đây thì bò ngót nè. Với mồng tơi ha.
mình nấu canh. Con ếch tép nè cả nhà, với được con cá lóc nè, mình sẽ nấu chung tép với cá lóc nha, nấu canh. Còn mớ cá này thì mình sẽ chiên. Còn cá bóng với cá sặc một ít đó, mẹ sẽ ớt kho. Pha là cá bóng, cá bóng kèo, cá bóng cát, cá bóng dừa. Này kho tiêu. Cá bóng trứng nè. Cho vô. Bóng trứng, bóng dừa, bóng cát, ít nước màu. Cá sặc. Cá kèo nữa. Hay cá kèo. Hành tím. Bằng. Bữa nay ăn cá kho chắc ngon lắm đây, hổng dài. Mấy bữa cũng ăn cá kho. Ăn gì vậy? Ăn đi với bột ngọt với dừa. Chị cho vô miếng nước mắm. Gì? Cái gì ta? Ừ. Chứ hai nãy giờ cười cái gì? Nãy giờ con với chế giỡn với tiểu bạch đó cha. Dạ. Yeah. Giỡn giỡn hết ngay luôn. Tiểu bạch mà chịu giỡn là giỡn dữ lắm. Giờ cá mình nước cũng thấm rồi ha. Bật lên kho. Ở đây mình cũng bắt nước nấu canh nha. Cá nè, với tép nè. Cũng đâm tép ra cho lấy nước ngọt. Tép tép mình đâm ra. Ở đây có gia vị ha, hạt nêm, bột ngọt, đường. Mình để vô. Chút xíu sôi lên mình để dao vô. Ở đây mình bắt một chiên cá luôn nha. Này cá mình chiên tươi cả nhà. Chấm mắm chua. Con màu vàng mình vớt ra. Cứ để thêm vô mình chiên ha. Mấy loại cá phi này chiên tươi, chiên giòn. Ở Nguyên thích ăn cá đầu kiến nè. Thịt xong rồi cả nhà. Giờ mình sẽ để dao vô nha. Tối nấu nước cũng hơi ít cả nhà. Nấu vừa đủ ăn. Hồi nước dao nó xẹp. Nấu nhiều quá dư quá ổn. Thấy gì chứ hồi cũng hai tô. Giờ nào cá nó cũng được. Mình để vô cái ớt với hành lá. Cho vô miếng dầu ăn. Cái dầu ăn vô cho nó béo. Tiêu nữa. Dao cũng chín nè, mình sẽ để ít hành lá lên nha. Xong mình múc ra tô, mình dắt thêm miếng tiêu nữa. Giờ mình cũng múc ra tô luôn. Mình dọn cơm nè. Cũng đầy hai tô á. Dừa luôn cái nha. Dắt ít tiêu nha. Rồi, bữa cơm gia đình Đào đã chuẩn bị xong. Tại mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình nha. Nguyệt mời cả nhà cùng dùng cơm gia đình Nguyệt nha. Mời cả nhà dùng cơm nha. Thôi mời bà nội cha mẹ của chú ăn cơm. Cá chiên, cá kho, cá kèo này ngon rồi, ăn cá kèo đấy. Rồi Huy con cá chiên nè. Cho mẹ. Rồi. Bỏ cho nổi đây chén. Cho nổi từ từ thôi. Để đây đi. Làm quá mà nổi ăn không kịp. Bỏ nó chén rồi đầy thì anh hỏi ăn được. Béo Huy khỏi lo, béo Huy. Béo Huy nửa đầu cá. Cả nhà nha, ăn cá kèo kho tiêu. Ăn cá bóng kho tiêu. Cái này nồi cá này bốn rồi, cá bóng à. Nè. Bóng kèo, bóng dừa. Mời cả nhà ăn cá bóng trứng kho khô nha. Bóng kèo, bóng dừa, bóng cá, bóng trứng. Ừ, bóng trứng rồi. Cá ăn được cá trứng. Vậy hả? Thịt dẻ ngọt. Ngoài trời này, hiện tại đang mưa lâm râm rồi đó nha. Ừ. Hôm mưa. Ừ. Tới sáng trước chạy là nước vừa đầy hồ. Chứ phải là trưa sáng là hồ chạm nữa. Cái gì vậy Út? Lấy ăn chơi, cá lô kiến luôn. Cá đầu kiến hổng mẹ có ấy gì làm chả mà. Nè, cho em nè. Tại ngày nay chưa ăn cái thứ hai gấp cho luôn á. Bầm chả đó sao, mình bầm chả chung á, lộn xộn. Không có nhà cảm nhận được một cá đầu kiến làm sao. Nếu mà có cái vùng mà người ta cá đầu kiến nhiều á, người ta cũng có làm chả cá đầu kiến bán nữa. Nó đỏ tươi luôn, tại vì thịt nó đỏ. Cái cục chả nhìn thấy ngon. Chí mốt nó dưới đó. Dạ. Chí mốt nó dưới là bắt nó là kiến làm chả lắm đó.
Chứ đó là xứ cá lau kiến mà. Ở miền Tây cá lau kiến nhiều lắm. Ở dưới sông á. Trời mưa mát mát ăn rau nấu canh ấm ấm vô. Đừng ngót đầu mùa ngon quá. Thôi con rau đi. Chặt ra trẻ dễ ổi nha. Rau chín nhìn mặn. Rau ngon dữ. Sao có là kiến ăn cảm nhận sao? Con thấy nó lạ lạ. Lạ lạ. Thịt nó ngọt không? Nó ngon không? Thịt thơm không? Thịt dễ lắm. Nó có cái xương sống à. Kiến bằng xương nó cũng dễ nữa. Nhìn cái người nó xấu xí ha. Mà thịt ngon. Chỗ Tèo thì cá lô kiến này nói chung là nó cũng hơi hiếm chứ nó cũng không được nhiều á nha. Không mà còn cá lô kiến nữa. Nó hiếm mà hiếm cá bự á, còn cá nhỏ. Ở trong mưa á, lỡ mưa chưa? Ừ, đúng rồi, nó phá lắm. Nó cạp, nó phép, nó là không dám thả mưa nuôi. Bất ngờ. Rồi, tạm mời các bạn cơm nha. Nãy giờ em có ăn canh không? Chưa. Em có phát hiện gì chưa? Không. Em tưởng nó hai cái muỗng này vừa con cá nó dày gì dày dữ vậy. Cái muỗng nhiều loại. Cái loại nó dày. Rau nặng rau cái gì? Cầm nặng chịch mới hai cái lỡ hoài. Nó hai cái ra. Ai vậy đâu nó nói. Có một cái à. Vú lỡ gì được. Có một cái một à. Nó trời ơi, tao cầm nó dày quá. Nằm cá con ngon. Đúng rồi vậy hả? Mình dùng con bánh cá. Mình thật miếng dưa leo với dưa phơm, dưa cá. Chấm chua ngọt. Rồi, ăn nước mắm. Con canh nữa thôi. Trời ơi, con canh. Con thầy muốn à? Con đẹp đi Úc. Cái hai chăn canh đi. Ở xa tự lo. Mới đợi tới mẹ lo. Nó còn lo cho bà nội. Lâu rồi không ăn bụng nót với anh không? Mình coi. Trời xong chơi cái gì nữa anh trầm mình ngót. Mình nhiều ra với mình coi. Vậy là ăn nó bò quá rồi đó. Vậy là nó còn cầm đỡ đó. Cầm tạm cho nó sống rồi nữa. Làm cho ổn định rồi nó cuốc chỗ trầm. Không mà mập cho mấy bữa đó mà trầu vô có thời gian đâu. Viêm đỡ cho nó sống. Em đi xin qua 10 giờ về em cũng ghim trong góc mít đó cả nhà. Ghim là dâm để đó đó. Rồi ổn định rồi mình mới thấy chậm đâu được người ta. Lan á, nở cuốt lên á, chậm nó ăn cũ luôn. Vừa ăn đọt, vừa ăn cũ luôn. Chứ không phải mình á, đọt cũ thôi. Ừ. Có. Ừ. Hồi đó anh chậm ăn đọt, cũng có cũ bình thường ha. Ngoài vô đó. Cắt đọt khỏi cặp chân mà tới giờ nó cắt tới trời thấy cuốt lên cũ quá trời cũ. Cái lẩu khoai anh ba cho loại lẩu khoai đó cũ ngon. Nhưng mình để lâu á mình không dễ ăn cái dùng. Nó đâu biết có cũ. Tới chừng cắt chòi rồi ban ra đó. Nó thấy cũ chứ nó đâu biết có cũ đâu. Cái khoai lang này cả này anh trồng nè. Anh trồng mới thấy gần hết mưa rồi đó. Anh dở nó không có trụ. Dạ. Còn để nắng tới làm thứ nước không lại là bị trụng chưa. Anh ăn vịt, ăn thịt rồi. Bữa nay thầy ăn cá. Ăn ngon. Ăn cá là ngon hơn. Nhất là nó cá rau củ. Ngày hôm qua anh đi khám bệnh. Anh nghe cái chú khám bệnh cho chú. Cái ngộn nước cho nghe chú có kể là thành phố ăn ký tới mấy trăm ngàn. Chú nói vậy thôi chứ không biết mấy trăm ngàn. Nhưng mà mua dĩa nhỏ này nè, có ống dừa là 100 ngàn.
Cái tự nhiên chú nói mấy ngày nay mình ăn thèm. Bông dừa đặc sản mà giờ hiếm. Nó làm trò trong cái em rửa ra mấy cái đợt thì đặt trong dừa ăn vậy. Nhưng mà ăn con ăn biết ngon. Đó là bông dừa giờ đặt hết khó rồi. Còn tập bán thì đặt ăn được, đặt bán giờ là đặt bán quá trời. Ở xóm chồng á, ta chuyên về nghề đặt bông dừa người ta đi săn đó nha. Người ta nói lúc này hết rồi, không có nhiều nữa. Bữa cơm gia đình cũng đã xong. Thì xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video hôm nay gia đình Nguyệt nha. Thì xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp cả nhà trong những video sau. Nhưng Nguyệt chào cả nhà. Chào cả nhà. Con chào một cô chú.